Xin chào các bạn tôi là ông Thành Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm về ong và vật tư nuôi ong. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một loài ong đặc biệt và hiếm thấy tại Việt Nam. Tuy vậy loài ong này rất có ích nhưng đặc biệt rất có lợi trong nông nghiệp. Chúng được các nước châu Âu đưa vào dùng trong nông nghiệp nhà kính rất được yêu chuộng và hiệu quả. Đó là loài ong bom butezechi hay ở Việt Nam còn gọi là ong nghệ. Ong nghệ dùng để thụ phấn cho cây ăn quả và quả mọng được bán dưới hình thức một tổ gồm 120 đến 150 công nhân trong các loại cây ăn quả. Ong nghệ là loài thụ phấn đặc biệt hiệu quả. Tất cả các tổ được cung cấp đều được đặt trong các hộp an toàn, sinh thái, không cần bảo dưỡng, tạo sự thoải mái cho ong nghệ phát triển và được cung cấp một lượng thức ăn đường thích hợp. Tổng thời gian sống của ong 8 đến 12 tuần, đây là thời gian từ khi mở tổ ong đến khi con ong cuối cùng chết. Thời gian làm việc của các tổ ong nghệ, 4 đến 6 tuần, đây là khoảng thời gian mà số lượng công nhân vẫn ở mức bắt đầu, đảm bảo cho sự thụ phấn của hoa trên đúng bề mặt. Ong nghệ ngày càng phổ biến rộng trên khắp thế giới và rất nổi tiếng không phải vì nó có màu và hình dáng khác lạ hay sự gồ gờ của chúng mà chính vì chúng đem lại lợi ích to lớn trong công cuộc thực phẩm sạch, nông nghiệp nhà kính. Nó có khả năng chăm chỉ thụ phấn cho các loại cây trồng trong nhà kính một cách tối ưu nhất mà ai cũng phải khen ngợi. Một Phạm vi ứng dụng ong nghệ thụ phấn rau củ Thích hợp cho cà chua, cà tím, ớt xanh, đậu và các loại cây trồng khác, thụ phấn cho cây ăn quả thích hợp cho dâu tây việt quất, anh đào, mận, đào và các loại cây khác. Sản xuất và thụ phấn hạt giống bắp cải, dưa chuột, cà rốt, hoàn cảnh. Ông nghệ hiện là loài thụ phấn được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hiệu quả thụ phấn tốt nhất trên trái cây. Rau và rau trong nhà kính ông nghệ, trưởng thành, có nhiều lông tơ, mõm dài, khả năng làm việc mạnh, chịu được nhiệt độ thấp, ít ánh sáng, thích nghi nhanh với môi trường trong nhà kính có thể tập trung thụ phấn và thụ phấn cho cây trồng trong nhà kính. Sự thụ phấn của cây hoa trong canh tác cơ sở là một liên kết sản xuất quan trọng. Hiện nay, việc sản xuất chủ yếu bằng phương pháp phun hormone không chỉ cồng cành mà còn cho quả kém chất lượng. Sử dụng phương pháp thụ phấn của ông nghệ không những có thể cải thiện chất lượng quả, tăng sản lượng và thu nhập mà còn thay thế lao động thủ công để thụ phấn cho nhiều loại cây có hoa được canh tác trong điều kiện thích hợp hiện tại công nghệ thụ phấn của ông nghệ có thể được áp dụng cho cà chua cà tím hồ tiêu và các loại cây rau màu khác được canh tác tại cơ sở ưu điểm ưu điểm của thụ phấn ông nghệ sử dụng ông nghệ để thụ phấn cho cây ăn quả và rau trong nhà kính là một biện pháp công nghệ nông nghiệp công nghệ cao hiện đại với chi phí thấp hiệu quả cao và không gây ô nhiễm nó chủ yếu được phản ánh ở các khía cạnh sau một tiết kiệm thời gian tiết kiệm nhân công giảm cường độ lao động Việc thụ phấn được thực hiện bởi ông nghệ có thể giải phóng con người khỏi quá trình tẻ nhạt của quá trình phun hóc môn nhân tạo, phun ra hoa. Do đó tiết kiệm được nhiều thời gian lao động, giảm cường độ lao động. Mỗi con ông nghệ có thể thụ phấn cho một bông hoa trong khoảng 10 giây trong điều kiện sử dụng bình thường. 2. Cải thiện chất lượng trái cây Sử dụng sự thụ phấn của ông nghệ không chỉ có thể cải thiện hình dạng trái cây mà còn làm tăng hương vị trái cây. 3. Tăng sản lượng Thụ phấn của ong nghệ hoàn toàn có thể tránh được hiện tượng rỗng quả do sử dụng hormone không đúng cách và nhờ ong nghệ thụ phấn, hạt trong quả có thể phát triển đầy đủ. Do đó làm tăng trọng lượng quả, sử dụng ong nghệ để thụ phấn cho cà chua và cà tím có thể làm tăng sản lượng. 4. Tránh dư lượng hormone là một công nghệ thiết yếu để sản xuất trái cây hữu cơ. Sự thụ phấn của ong nghệ thay thế quá trình thụ phấn bằng hormone, giảm ô nhiễm do hormone, nâng cao chất lượng rau quả, bảo vệ môi trường sinh thái, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. A. À, đặc điểm sinh học, việc sử dụng ong nghệ để thụ phấn cho rau trong nhà kính có các đặc điểm sau: 1. Sinh sản hàng năm. Có thể rút ngắn hoặc phá vỡ thời kỳ chờ của ong chúa trong điều kiện kiểm soát nhân tạo và có thể sinh sản nhóm ong nghệ thụ phấn tùy theo nhu cầu thụ phấn của cây rau trong nhà kính vào bất kỳ mùa nào. Nó giải quyết vấn đề áp dụng thụ phấn côn trùng cho rau nhà kính vào mùa đông. 2. Ông nghệ có miệng dài, mõm, chiều dài của mõm ong là 5 đến 7 mm, trong khi chiều dài của mõm ong vỏ vẽ là 9 đến 17 mm. Do đó, đối với một số loại rau có thân sâu như cà chua, ớt, cà tím, vân vân, việc áp dụng hiệu ứng thụ phấn của ong vò vẽ có ý nghĩa hơn. 3. Sức mạnh tập hợp Ong nghệ là những cá thể lớn, tuổi thọ cao, có lông tơ bao phủ, bay xa hơn 5 km, sử dụng nguồn bột dày đặc hiệu quả hơn các loài ong khác. 4. Chịu được nhiệt độ thấp và ánh sáng yếu, trong thời tiết lạnh khi ong không ra khỏi tổ, ong nghệ có thể ra khỏi tổ để thụ phấn. Tận dụng các đặc tính sinh học chịu được nhiệt độ thấp của ong vò vẽ, có thể đạt được sự thụ phấn hàng năm cho cây trồng trong nhà kính, đặc biệt là vào mùa đông. 5. Khả năng hấp thu ánh sáng kém. Trong nhà kính, ong nghệ sẽ không bay lên và đập vào kính như ong mật khác, mà tụ tập trên hoa rất nhẹ nhàng. 6. Chịu độ ẩm mạnh. Ong nghệ thích nghi hơn trong nhà kính có độ ẩm cao. 7. Hệ thống thông tin liên lạc kém phát triển, độ tiến hóa của ong nghệ thấp. Nguồn mật hoa mới phát hiện không thể truyền thông tin cho nhau như ong mật khác. Tức là ong nghệ có thể tập trung thụ phấn trong nhà kính thay vì thông gió như ong, bay đến các nguồn mật hoa khác bên ngoài nhà kính. 8. Âm thanh hoa của một số cây chỉ có thể tiết ra phấn hoa khi chúng bị dung chuyển bởi tiếng ồn của côn trùng điều này khiến ông nghệ trở thành vật thụ phấn của những loài thụ phấn âm thanh như dâu tây cà chua và cà tím thụ phấn lý tưởng nội dung trên là khái quát tổng quan lợi ích của loài ông nghệ cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi nhớ ấn chuông theo dõi để không bỏ lỡ những video tiếp theo